Và thưa quý vị, để tiếp nối chương trình văn nghệ chia buồn tại buổi tối nay, xin mời quý vị thưởng thức một giọng ca nữ. Em ấy đã xuất sắc đạt được chức huy chương vàng, tức là quán quân bông lúa vàng năm 2017 đến từ Đài Phát thanh Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu đến quý vị nữ nghệ sĩ Phương Thúy, xin mời em. Rồi, một lần nữa thì tại hiện tại cũng xin trân trọng kính mời những cô chú anh chị em nào đã đến đây rồi chưa kịp thắp nhang cho chú Hải, xin trân trọng kính mời cô chú cứ tự nhiên bước vào bên trong thắp hương cho chú và cho phép chúng em được miễn tiếng trống tiếng kèn bên phần nhạc lệ. Xin trân trọng cảm ơn. Và để liên tục chương trình văn nghệ hôm nay, Phương Thúy đã đây chia buồn cùng gia đình sư phụ. Không biết nói gì hơn, Phương Thúy sẽ gửi đến vị một sáng tác của Loan Thảo, bài tân cổ được mang tên Hai kỷ niệm một chuyến đi. Xin mời các chị cùng thưởng thức. Anh đến tìm đưa dù không chung nhau một lần một lần tạm biệt và một lần.